và lý do là nếu họ trả lời sự thật rồi cho nên như họ biết được trình chiếu trong bộ phim này đó, thì họ không được phép về Việt Nam để mà tiếp tục làm những công tác nghiên cứu tìm hiểu, đó là nghề nghiệp của họ. Cho nên phải nói rằng là phong trào rất là may mắn phỏng vấn được một số ít những chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, người Hàn Quốc, mà phải nói rất là may mắn đã phỏng vấn được hai người rất là quan trọng, đó là nhà văn nhà báo Olivier Cook, như quý vị đã thấy, cũng như là giáo sư sử học Sophie Winters tại Philadelphia, một người tại Hoa Kỳ, một người tại Mỹ, và một số các tân hữu nghị Ba Lan ở tại Varsovia. Sau khi có được cuộc phỏng vấn đó thì cái công tác từ tháng 6 năm 2008, việc rác đối viết lời nhận được khởi công với sự tham gia tận lực của ông Chu Linh mà vừa nãy Linh Mục Nguyễn Lễ đã giới thiệu với quý vị. Và chút xíu nữa đây ông Chu Linh sẽ lên đây để chia sẻ một số tâm tình trong cái tiến trình thực hiện của phim này. Ông Chu Linh có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực làm phim tài liệu và đã hoàn tất cuộc phim mà một số quý vị ở đây có lẽ đã xem qua, đó là phim Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Thân thế và sự nghiệp. Ông làm việc tận tụy và đồng thời cũng giới thiệu một số chuyên viên về điện ảnh để tham gia vào công thức thiện của phim này. Và sau 18 tháng âm thầm làm việc, từ bước khởi đầu về nội dung, sư khảo tài liệu, thực hiện các cuộc phỏng vấn, viết lời dẫn rác đối, 18 tháng sau thì bộ phim Sự thật và Hồ Chí Minh đã hoàn thành một sọ. Việc quảng bá đã thực hiện đối với đồng bào trong nước bằng 3 cách. Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn có những kế hoạch đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chưa tiện trình bày với quý vị để quảng bá phim này về trong nước. Nhưng chúng tôi có những kế hoạch đặc biệt đó để quảng bá về Việt Nam. Đấy, thì phải nói rằng là sau đúng một ngày cuộc phim này được trình chiếu lần đầu tiên tại Liên Hồ Sài Gòn, thì như quý vị ở đây đều đã biết, cuộc phim này đã được lốt lên trên Internet, và cho đến ngày hôm nay chúng tôi được ghi nhận đó là có 40 cái link, từ những cái link trong YouTube, 12 đoạn của YouTube, cho đến 5 cái link cắt từng phần một, và có 2 cái website lốt nguyên bộ cái phim này lên trên đó. Thưa quý vị, đồng bào ở trong nước, những trẻ em, những thanh niên ở trong nước đã xem được phim Sự thật Hồ Chí Minh. Nhưng mà thưa quý vị, phong trào có kế hoạch đặc biệt, một số đồng hương tiếp tay quảng bá trên Internet cũng chưa thể nào về được hết cả trong nước. Vì vậy cho nên như Linh Mục Lễ đã kêu gọi, vết dầu loang, quý vị là những người sẽ giúp cho phong trào, đồng hương ở San Jose, ở các nơi trên thế giới này sẽ giúp cho phong trào bằng những cách mà quý vị biết, quý vị đã từng làm, chuyển cái việc phim này về Việt Nam. Người bạn ngoại quốc, các thư viện và các em không đọc được tiếng Việt, không nghe hiểu được tiếng Việt. Quý vị hỏi liền rằng là phong trào có rất là nhiều kế hoạch. Quảng bá ở hải ngoại, thực hiện phim cho người ngoại quốc, quảng bá về trong nước, tổ chức những buổi ra mắt như ngày hôm nay. Vậy thì này không, như Linh Mục Lễ đã nói, đi thu hình các cuộc phỏng vấn, tìm hiểu các tài liệu, thu thập tài liệu, trả những chi phí về vận dụng, một số phòng thu v.v. tổng cộng 80.000 đi kim. 80.000 đi kim để thực hiện cái bản chính của bộ phim này. Chúng tôi in 30.000 cái DVD này, tổ chức ra mắt trong năm 2009 này đã ở gần 40 địa điểm, như là hồi nãy chúng tôi đã lượt qua, đây là gần 40 địa điểm. Có thể nói những weekend từ ngày hôm nay, đúng ra là từ cái tuần lễ nghỉ trước cho tới ngày hôm nay, cho đến cuối năm nay đó, thì hầu như weekend nào cũng có những buổi ra mắt như ngày hôm nay. Và chắc chắn cái tổn phí thực hiện những buổi ra mắt đó, cũng như là quảng bá phim này về trong nước, thưa quý vị, tổn phí dự trù là 90.000 vị kim. Bên cạnh 80.000 thực hiện, 90.000 vị kim là để quảng bá. Và hai anh bạn tiếng Anh, chúng tôi cũng có sơ sót là không có nói, các bạn tổ chức không có nói về lát ở đây, thì
Ngoài cái phần phát biểu, sau cái phần phát biểu của ông Chu Linh, một lát nữa chúng tôi sẽ được hân hạnh giới thiệu, thì sẽ đến cái phần ký tặng DVD của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, và cũng như là một lần nữa anh em chúng tôi trong ban tổ chức cũng xin tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ tích cực của quý vị. Như hồi nãy như anh Trần Quốc Bảo đã trình bày, cái chi phí tốn kém trong vấn đề thực hiện cuốn phim này cũng như trong tương lai trong vấn đề quảng bá, thì một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Những cảnh tượng kinh hoàng đó cho tới bây giờ chúng tôi còn nhớ. Những cái điều mà chúng tôi nhớ nhất là ba bức hình Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh treo trên tòa án nhân dân. Ba bức hình đó chúng tôi đã tưởng rằng đã quên lãng trong quá khứ. Ngày hôm nay khi nhận lời cộng tác với phong trào để thực hiện cuốn phim về Hồ Chí Minh, khi sưu tập tài liệu về những cuộc đấu tố trong cuộc cải cách đẫm máu tại miền Bắc, chúng tôi đã gặp lại ba bức hình Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay đứng ở đây, chúng tôi không kể ra những cái công khó mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi chỉ xin quý vị chia sẻ cùng chúng tôi vài điều mà chúng tôi ghi nhận được. Chúng tôi không trình bày sự hiểu biết về Hồ Chí Minh, chúng tôi không có đủ chiều dài để sống trong lịch sử để có những kinh nghiệm đó. Chúng tôi cũng không trình bày những kỹ thuật tối tân về ngành điện ảnh vì chúng tôi không phải là những kẻ chuyên nghiệp. Cuốn phim này là một cuốn phim tài liệu, nói đúng hơn là một cuốn sử liệu, không có tính cách tuyên truyền, cho nên không có chỉ trích ông Hồ Chí Minh, đã kích nặng nề ông Hồ Chí Minh trong cuốn phim, cũng không có những lời ca tụng ông Hồ Chí Minh như Đảng Cộng sản đã và đang làm. Chúng tôi trình bày sự thật được chừng nào thì hay chừng đó. Như Linh Mục Lễ và anh Trần Quốc Bảo có trình bày cái nguồn tài liệu đến với chúng tôi, sự thật không phải nó đơn giản. Ba mươi mấy cuốn phim từ trong nước gửi ra nói về Hồ Chí Minh, chúng tôi xem xong không lấy được phần nào hết, bởi vì đó là phim tuyên truyền. Phim ảnh ngoại quốc, ngay cả hãng Reuters cũng có một phần bị ảnh hưởng về những thông tin của Hà Nội, chúng tôi chỉ sử dụng một phần. Chúng tôi đã lấy gàn lọc gần như khoảng trên 40 cuốn phim để có những tài liệu lên trên cuốn phim. Có những thông tin mà rất là lý thú, rất hấp dẫn cho những người chống cộng, nhưng chúng tôi cũng không dám đưa vô phim. Thí dụ, những chi tiết về cuộc đời cá nhân về người đàn bà, những người đàn bà của Hồ Chí Minh, chúng tôi chỉ đưa lên ba người đàn bà tiêu biểu, đó là Tăng Trước Minh, Nguyễn Thị Minh Khai và Nông Thị Xuân mà thôi. Thí dụ như ông tác giả Pierre Washer, ông nói rằng khi mà cái toán OSS của Mỹ nhảy dù xuống Lạng Sơn và tiếp xúc với Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh tiếp đón rất là nồng hậu, thì Hồ Chí Minh có mời được 15 cô gái trẻ đẹp, là những cô gái mà tác giả cho rằng đó là những người giải trí chuyên nghiệp để phục vụ cho phái đoàn. Và trước cái giờ liên hoan thì ông Hồ Chí Minh bỏ thuốc kích dâm vào trong những ly nước để phục vụ cho các quan khách. Tuy nhiên cái toán OSS đó không tham dự cuộc liên hoan đó. Một chi tiết khác mà chúng tôi không đưa vô, đó là theo tác giả Manavendra Roy của Ấn Độ, ông này là một thành viên trong đề tài quốc tế. Ông nói rằng khi Hồ Chí Minh đến Mạc Tư Khoa theo cuộc giảng học chính trị tại trường Phương Đông để giải trí, thì ông lao vào những cuộc truy hoang với những các nàng tiểu tứ sản xa đoạn